Em tên là Đỗ Thanh Xuân, quê gốc em ở Thái Bình nhưng em lớn lên ở Kiên Giang và hiện tại em đang công tác tại Sài Gòn ạ. Em đang làm bên ngành xây dựng ạ. Em làm bên phòng hành chính nhân sự. À, bên phòng hành chính nhân sự thôi đúng không? Năm nay em 29 tuổi rồi ạ. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả, chào bạn gái ngồi bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Phan Hiểu Tú, quê ở Hà Tĩnh. Em năm nay 34 tuổi, em ở Thủ Đức ạ. 2 tháng trước thì em làm bên điện ạ, bên công trình ạ. Bây giờ em chuyển qua làm ngoài ạ. Thi công bên cáp ạ, cáp mạng, cáp viễn thông ạ. Bây giờ mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em hay nói. Còn điểm yếu của em thì hay bị tự kỷ. Hay nói mà sao hay bị tự kỷ? Thì nhiều khi mình nói nhiều quá nên mình nói một mình luôn. Nói xong quay qua quay lại ta đi hết trơn, còn mình vẫn nói. Rồi, thì hóa ra mình tự kỷ. À ha. Vậy em rất là nóng tính á. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì hay chơi thể thao, còn văn nghệ thì ít lắm. Em thì thích bóng đá với bóng chuyền. Tính tình của em thì vui vẻ nhưng mà được cái ít nói, hay cười. Em ít nói hay cười. Bên kia tự kỷ hay nóng. Không, em cũng nói nhiều lắm anh ơi. Có nói nhiều hả? Dạ. Bên kia mà tự kỷ á, là bên đây cứ ngồi kế bên cười hoài luôn. Ngồi bên kia nóng, bên đây cũng cười. Thế là quề, được. Em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, báo cáo anh là 2 mối tình ạ. Mối tình mới nhất là em mới chia tay được 1 năm ạ. Bọn em cũng quen nhau, cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng mà vì em không quan tâm nhiều cho gia đình anh ấy lắm. Đấy là theo anh ấy nói, nên anh ấy quyết định anh chia tay. Và kèm theo là anh ấy cũng có đòi quà em nữa, cho nên là em cũng quyết định chia tay luôn ạ. Quà gì lớn không mà đòi? Nói chung là cái gì của anh ấy thì anh ấy muốn lấy lại thì em cũng gửi lại luôn. Trời ơi, thiệt á, ác. Quen nhau mà tới hồi tính cưới luôn rồi mà không cưới đòi lại. Chắc là anh ấy mê bài hát là chia tay đòi quà, cho nên là em cũng thôi gửi lại anh ấy luôn. Ủa anh ơi, anh chia tay có đòi quà không anh? Dạ không em ơi. Dạ, để em còn biết rồi em không nhận quà luôn. Tại anh đâu có được tặng quà gì đâu, anh đòi. Rồi, mình có mấy mối tình rồi em trai? Em có 2 mối tình rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng cách đây được hơn 4 năm này. Bạn gái bên kia, dạ, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông của em lý tưởng từ hồi đó đến giờ là cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời đất ơi. Hôi là hôi làm sao? Không phải là hôi, mà là ý của em là anh ấy cao to, là anh ấy khỏe khoắn. Mà hôi tức là anh ấy chịu khó làm lụng, chứ không có màu mè lúc nào cũng xịt nước hoa lên người như thế, thì em lại không thích như thế. À, cho nên là để nguyên thủy là mùi sao để nói vậy? Nói chung là anh ấy chịu khó làm ăn là chính, còn lại là rồi em nói hình thức bên ngoài nó không ấy, nhưng mà cái câu nó quen thì thành là cao to đen và đặc biệt phải hôi. Trời ơi, thì em là cao. Anh trắng như không đen đâu. Dạ. Không, đấy là mẫu trước giờ em tìm không ra. Nhưng bây giờ thì thôi, cứ là con trai này em đồng ý hết à. Ví dụ như không cao to mà không đen mà hôi được không? Cũng được, nhưng mà tại vì bây giờ ế quá rồi anh ạ. Miễn sao có hôi thôi đúng không? Gu lạ thiệt. Thiếu gì từ nói, nghĩa là cao to đen, chịu khó làm lụng hay là cái gì đó. Hôi cái tôi liên tưởng tới nhiều cái mùi đặc biệt. Rồi mà bên kia làm sao? Cao trên 1m65 này được rồi. Trời, đứa con cao trên 65 là dữ à. Quê 1m58 thôi, 56. Nhưng mà mới đó hạ xuống lẹ vậy. Hạ nhanh quá, từ 65 xuống 58 rồi. Tính tình thì hiền lành chứ, nói cho dịu dàng tí. Đen hay trắng? Nói cho đừng có đen quá. Nhưng mà em lại đen anh ơi. Đen là đen chắc dùng kem này nó trắng. Không, nhưng mà em lại không có thói quen dùng kem. Anh mua kem anh tặng em. Mà em thoa khi nào chia tay anh đòi. Nhìn thôi sao ra đòi rồi đã. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc. Hỏi đi. Anh có hút thuốc không ạ? Không có. Coi thử anh có hôi không kìa. Hello. Dạ chào anh ạ. Cỡ anh đen đen hôi hôi không? Không, bạn trai lý tưởng của em là giống anh á. Hả? Vậy là anh hôi đúng không? Em chưa tiếp xúc với anh nhưng mà đại khái cao to đen là được rồi. Còn hôi thì em phải kiểm tra sau ạ. Tại vì em chưa kiểm tra anh nên em chưa biết ạ. Giống không? Giống không? Cũng đen đen giống mà cười tươi hơn, trẻ hơn, đẹp trai hơn. Nhưng mà không có mập bằng anh. Ốm hơn thì cũng được, tại vì em cũng mập quá cho nên là em cũng cần người ôm ốm thôi ạ. Anh bên đây khỏe khoắn lắm em. Nụ cười rất là có duyên ha. Tóc hơi hói hói chút, hiền, được chưa? Dạ. Nhưng mà gặp cái người hiền quá rồi em có... Em cũng sợ bạn trai hiền. Tại vì là em thì cũng hơi dữ và hơi nóng tính một tí á. Mà bạn ấy hiền quá thì nhiều khi em ủa, nói vậy tốt chứ sao? Không, nhiều khi em nói xong rồi bạn ấy lại không nói gì, một mình em lại thành tự kỷ luôn. Đúng rồi đó, em mà nói bên đây ngồi cười hoài luôn á. Vậy là thì hên em. Hồi nãy giờ em đưa ra cái vấn đề mà em hay nóng giận mà gặp anh bên đây thì nó dễ xử lý lắm. Anh đây là nói gì cũng cười,
chứ gặp mà người nóng tính nữa là hai người là đúng thấy rồi, hai người cũng nóng không, nhưng mà em hơi gia trưởng một tí cho nên em cũng thích anh người yêu em cũng phải hơi gia trưởng một tí. Kỳ lạ, cô này cũng lạ ta, mình em gia trưởng thôi chứ nếu mình em gia trưởng quá thì em nói sao anh cũng nghe, vậy thì em chả hay quá đi chứ. Tao nói coi, phụ nữ mà gặp người đàn ông mà nói gì nghe cái đó là hên lắm luôn em. Không, nhưng mà giết thì mình thành chán, tức là lúc đó mình tự biến mình thành đàn ông rồi. Gu này cũng lạ ta. Phải có một bên nhu bên cương với em, hai bên này cương nhau sao được. Ý của em là hơi gia trưởng một chút, tức là khi nói nên tiếng nói á, là phải có tiếng nói trong gia đình. Nói chung là đừng có sợ vợ quá đó. Đúng rồi. Có chính kiến. Thấy không, cười hoài thấy không. Ý của cổ là anh nói ít cũng được, nhưng mà nói câu nào phải chắc cú câu đó. Thí dụ vợ nói hoài, nói lại nhảy suốt cả ngày, đội này đội kia, anh cho nó một câu chốt lại, im đi là phải nín. Đúng chưa em, đúng chưa em? Dạ đúng rồi đó. Có, cái được rồi chị. Trời, tôi thấy không khó đâu. Trời, thấy hình này không dám đâu. Giờ anh có ghen không? Có chị. Ví dụ như bạn gái đi chơi khoảng tầm 9-10 giờ về, đừng có về khuya quá. Lâu lâu tao họp lớp gì, tao xin tới 12 giờ tao về, lâu lâu có một bữa đột xuất được không? Thì đi mà về là được rồi. Đi về 3-4 giờ sáng người ta cũng về. Anh ơi, em lại có sở thích là rất thích đi phượt, anh có đi phượt được không ạ? Phượt thì anh hay đi lắm. Đi hai chồng chở nhau đi được rồi. Bây giờ thôi vô cái chuyện mà kết hôn á, nếu mà được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Bố mẹ thì cùng dục năm nay rồi. À, nhưng mà hiện tại giờ chưa có bạn gái nên cái này hơi khó. Lấy vợ xong mình lập nghiệp ở đâu? Thì tạm thời cứ làm ở Sài Gòn này đã. Anh có cái lý do gì bí ẩn mà sao 34 năm mà chưa có yêu ai chính thức không? Mấy một cuộc tình nó nhẹ nhàng trôi qua. Hầu hết là do cái công việc hết á. Sức khỏe ổn định không? Sức khỏe ổn định. Có cái là do cái tính tình ít nói quá thì ra khi ngại tiếp xúc với con gái. Thật sự có cảm xúc với phụ nữ không? Có chứ rồi. Có hả? Chắc chắn ha. Rồi anh cười rất là duyên luôn á, rất là đẹp trai phong trần vậy mà. Bữa nay cố gắng nha anh. Để hỏi cô này coi chừng nào cô chịu kết hôn, bao lâu kết hôn được em? Dạ, quan trọng là bên anh ấy đồng ý là cưới liền. À, tại vì em ế lâu lắm lắm rồi. Anh ấy là muốn lắm á, giờ anh thua anh nha. Cú này anh tấn công được hay không là do anh đó nha. Chứ không mai mà mối là nói vô không đó. Rồi, chị thấy là được cặp này là gã đó. Nhưng mà giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với tập thể người yêu cũ và chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Cũng như xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Mình là Châu, là cấp trên của Xuân. Nói thật là phải chịu đựng Xuân dữ lắm luôn nè. Nó nói suốt ấy, nói đến mức độ mà mình phải nói thôi em xin nghỉ đi. Để chị nhẹ cái đầu tí. Cho nên không biết em trai này nữa chịu đựng được bao lâu nha. Lửa sẵn ở đó chịu đựng được. Chịu đựng được em ha. Tính tình cũng không ổn định đâu em à. Nó vừa nóng tính mà nó có nhiều cái tật xấu nữa. Đó, cho nên là khi mà quen là em phải tìm hiểu cho thật kỹ nha. Tật xấu gì chị thử nói một hai cái nào mà ghê gớm nhất hả chị? Mình với lại Xuân đều đến từ công ty xây dựng. Cho nên trai xây dựng rất nhiều, cao to đen hôi là nhiều lắm. Nhưng mà không vớt được người nào. Lý do là cứ đùa cợt hoài, người ta không biết là cái câu nào là thật cả. Không biết thiệt giả. Không biết thiệt giả, bởi vì mới có hội người yêu cũ ngồi ở đây nha. Nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy rằng có cái nét tương phản. Đây ít nói hay cười. Em nói nhiều, nên chị thấy là hợp nhiều đó. Chị vẫn khuyên em trước là em phải chịu đựng nha. Lần đầu tiên tôi thấy họ nhà gái tự vạch mặt nhau, trời ơi trời. Không, tại vì hôm nay sếp em là muốn đi là để vạch mặt em. Nhưng mà nói thế tốt á, nếu mà anh này anh đồng ý á, là anh chấp nhận, đúng không? Sao em trai, em nói gì với sếp gọi là bạn gái tương lai em đi. Cảm ơn chị. Còn sau này nếu mà hai đứa mà quen biết thể tiến tới thì cái đó em sẽ, nếu mà trong khả năng em sẽ chịu đựng được. Cảm ơn em. Cho chị gái ruột đi, có ý kiến gì không? Nhận xét về em trai thì thấy cũng được. Đi sau của buổi chuyện này thì cũng hai em cũng bấm nút để có cho nhau cơ hội. Vậy thì cũng chịu đựng, không cái gì nói cũng nói trước thật, chứ còn không có sau này cũng không giấu giếm. Đấy là bên em cũng nói như vậy. Đàn gái thẳng thắn chưa? Đây là cũng là thật thà đấy. Rồi, đàn trai mình hôm nay đại diện có ai em trai? Dạ em có em trai cả mấy đứa em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả trong buổi trường ngày hôm nay. Thì nói chung là anh của em á, trước tới giờ rất là hiền, vui tính, rất hay cười, ai nói gì cũng cười. Và anh ơi, mấy anh em đây là ai cũng gật đầu hết rồi đấy. Dạ. Cảm ơn em trai. Thôi bây giờ là mở hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Thank you.
cho. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Đây là quà của em, đây là tự tay em làm luôn. Em cũng muốn mời chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh thử cái món quà này em làm luôn á. Giỏ bưởi đúng không? Dạ vâng ạ. Trời, mức làm đẹp quá ta. Mức giỏ bưởi. Rồi, khoan khoan, đứng gần ảnh đi. Hai người đứng, nói đứng chuyện gần ảnh em. Hửi, có mùi hôi gì không? Cái này chắc anh có xì dầu thơm rồi cho nên là với mùi hoa nữa nên em không ngửi được cái mùi ạ. Không em, dạ. Cái mùi tự nhiên em. À dạ vậy ạ. Thế mà em ngửi đi mùi hoa nhiều hơn. Rồi, hai bạn cứ về chỗ bắt đầu tâm sự với nhau đi. Dạ chào anh ạ. Em vào Sài Gòn này lâu chưa? Em lên Sài Gòn là được 7 năm. Dạ. Em là ở Thái Bình đó. Dạ vâng, và hiện tại em đang làm ở bên quận 7. Anh thì ở Thủ Đức. Ở quận 7, quận 8 anh hay đi làm trên đó. Anh có sở thích là đi phượt không? Tại vì em rất là thích đi phượt đúng không? Phượt thì cũng nhiều lúc rảnh rồi thường cũng hay đi. Em là cô gái là hay đi, chân của em là chân chạy. Nhưng mà công việc thì em vẫn có thể là em làm được. Chồng tương lai của em á, sau này cái tính tình, ví dụ cái tính tình như anh có được không? Không, anh thì em chưa biết tính tình. Tại vì em mới tiếp xúc với anh sơ sơ đây thì em chỉ biết là anh có vẻ là ít nói. Còn tính tình thì là em nói trước là em rất là nóng tính. Anh thì hiền lắm ạ. Nhưng mà em thì em cũng thích kiếm một người là cũng hơi gia trưởng như em. Tại vì em cực kỳ gia trưởng, em đã nói là em thích là em thích, rồi em không thích là không thích. Anh thì không gia trưởng, tại vì cái tính tình hiền vậy mà không gia trưởng. Tại vì anh không phải là con đầu, cái tính của anh nó không phải thôi. Em rất là khó chiều và rất là khó tính. Cho nên là anh cứ lên cân nhắc trước, tại vì có gì là em chia sẻ thẳng luôn. Bạn trai đứng lên đi, bạn trai có vẻ hiền quá. Bây giờ em đứng lên, nắm tay nhau. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và bạn trai hãy nói một cái điều gì đó. Nếu mà em chấp nhận cái tính tình hiền lành của anh thì em tính thế nào? Em nói rồi, em ế quá, bây giờ được là cưới luôn, chứ còn em không có kiểu như yêu xong là bỏ đâu. Với đặc biệt là nhớ là không được đòi quà em nha, tại vì em rất là sợ chia tay đòi quà. Rồi yên tâm, em chưa có quà đâu em. Không, nếu mà anh bó hoa thì anh kêu thôi trả lại cho anh bó hoa thì hoa sao? Hoa này là bó hoa làm quen thì chắc là chưa phải thì gọi là quà được. Quan điểm về con cái đó, con trai con gái gì được, không quan trọng, tại vì nhà nhiều con trai nữa. Càng đông càng tốt đúng không ạ? Em này, em sau này em muốn một đội bóng luôn á. Trời ơi, cái này hơi mệt rồi. Anh có thể hát cho em được không ạ? Hát thì điểm yếu của anh là hát. Chúng ta bây giờ cố gắng hát đoạn cho em nghe được. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bây giờ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã qua... Trời, xin lỗi, quên mất. Chúng ta kiểm chứng lại con tim của mình nha các bạn nha. Yêu là bấm, thích là bấm. Chứ không thích cũng đừng có bấm vì điều gì hết ha. Các bạn có 30 giây suy nghĩ lại tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng, nắm tay nhau nào. Đây là một cặp nếu như mà có thời gian tìm hiểu nhau thì anh nghĩ sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Không, em thì ít ăn hiếp ai lắm, nhưng mà ai kêu gì thì em cũng sợ hết á. Em là tên Lữ Chí Hiếu. Bao nhiêu tuổi? Dạ, còn em năm nay 25 tuổi. Sinh ra ở Tóc Giăng, còn lên thành phố Thấm từ nhỏ. Và giờ đang làm nhân viên cho công ty điện lạnh Hoàng Anh ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Quận Bình Thạnh. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Trúc Phương, em quê Tiền Giang, hiện em cũng ở quận Bình Thạnh ạ. Ồ, vậy tốt quá. Em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 24 tuổi, em đang là kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là tạo cho người khác có nhiều niềm vui. Nhưng mà vui quá thì mọi người cười nhiều, làm y như cái chợ vậy. À, coi như mỗi chỗ nào mà có em tới là y như cái chợ đúng không? Dạ, điểm yếu của em là hay quên. Một lần em làm thủ quỹ ở một công ty, em bỏ cái chìa khóa ở tại công ty. Sáng sau phải lò mò đi lên sớm, sợ mất tiền nữa. Công ty gan quá cho em làm thủ quỹ vậy trời. Bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc, không biết nhậu. Uống có mấy chai là bắt đầu em tới rồi, em tới bến rồi. Rồi không đi bar, rồi... Nói chung là không ăn chơi gì hết á. Vì đúng những không? Cái điểm mạnh đó mà có nhiều bạn nữ nói em như BD á. Nói đó, gì? Nói em gì? Nói nhiều BD á, không biết ăn chơi gì hết. Ai nói em BD? Nhiều bạn lắm. Bạn nữ có nói không? Dạ có, bây giờ em ấy thì à. Rồi em có BD thiệt không? Không? Dạ không, thẳng. Chắc không? Chắc. Cái đó để về đem tân hôn kiểm tình. Điểm yếu của em là
em cũng hơi nóng tính trong việc á, tại vì ông chủ ông sai em đi làm không mà dẫn theo hai ba thằng, thì mỗi lần em nóng lên là em hay chửi, mà tụi nó làm quá là em bực mình em bỏ về luôn, tại vì tụi nó không làm hoàn thành á thì ông chủ cứ giao cho mình là chỉ biết mình thôi, em mà bực quá là em cho tụi nó làm hết, không có làm. Với điểm yếu của em là chắc có lẽ em không được siêng lắm. Không được siêng nữa. Không được dạ. Siêng bởi vì ông chủ chửi đúng rồi. Dạ không khó, không được siêng vụ làm việc nhà giúp mẹ á. À. Cái làm về mệt cái nằm xe lai hoặc là trốn trách nhiệm. À vậy là mai mốt lấy vợ là cũng không có phụ vợ đúng không? Dạ cái đó cũng tùy hứng, tại không được siêng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ nếu tính ra là chưa được mối tình dắt da luôn á. Chưa có mối tình nào? Bê đê mà sao có mối tình? Chết vậy. Nhỏ em quen là chơi nói chuyện trên Yahoo mà. Rồi cái Yahoo thì nhắn tin ghê lắm mà điện thoại em biết nói gì á. Nhắn tin thì ra ý tưởng hơn. Tức là xưa giờ chưa có mối tình nào luôn? Chắc có mình thích người ta chứ người ta đâu thích mình. Em có thích gái không? Dạ có, dạ là có. Dạ có. Có hung cô nào chưa? Dạ hung rồi. Hung ai? Dạ hung bạn nữ đó đó. Hung mà người ta chê. Không. Các bạn ngày xưa gặp á trên Yahoo á. Gặp trên mạng mà hung rồi hả? Dạ tại có gặp mặt mà. Tại em kêu là tại nhà em nhỏ thì bạn nói như là muốn thử lòng mình sao không tin á thì em mới dắt về nhà xong thấy cái nhà kia. Hung má hay là hung môi? Dạ má môi luôn á. Hung mà. Ủa mà hung xong mà người ta chê là sao, là không biết hung hả? Dạ chắc tại chê cái hoàn cảnh với lúc đó còn nhỏ quá chưa có việc làm chín chắn á. Chứ không phải là chê cái hung phải không? Dạ thôi được vậy là cũng định là đàn ông rồi đó. Còn lần thứ hai thì cũng quen Yahoo mà quen được năm luôn. Thì người ta kêu về quê Tiền Giang á, tại người ta kêu về quê chơi đi em nhát, cũng bao nhỏ mà. Nó hồi về quê lỡ bị bắt cóc cũng bị. Trời ơi, bây giờ em rủ anh về Tiền Giang chơi kìa, cũng Tiền Giang luôn đó, em rủ coi, rủ đi. Em sợ anh đi mà lạc đường về không về được á. Bên đây cô gái này cũng Tiền Giang luôn nè. Rồi bạn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm. Thì cũng thời sinh viên thôi. Nên đến chương trình này em muốn tìm một bạn trai để có mối tình sâu đậm. Vì thanh xuân em cũng không còn nhiều nữa. Trời ơi, mới có nhiều tuổi mà thanh xuân. Không mà dữ vậy trời. Rồi, mẫu người lý tưởng của em sao? Cao, có răng khểnh, đẹp trai tí. Răng khểnh hết nguyên hàm được không? Chắc chết luôn à. Chắc chết luôn, gì đâu, nào không, vừa không thấy vui. Cái đó đâu, không thấy cái đó. Không, giờ bây giờ có công nghệ hết rồi. Có thể chỉnh lại. Rồi còn gì nữa không? Thích đi xa tí. Tại vì em cũng rất là thích đi phượt. Nếu đi phượt thì ấy chưa đi chỗ nào vậy? Từ khúc miền Trung trở lên là chưa có đi. Còn từ khúc miền Trung chỉ xuống là đi cũng gần rồi. Em đi phượt tới đâu rồi? Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Cái ông này sao tôi nghi ngờ không? Có đây tôi coi ổng, coi ổng sao ế, đúng rồi. Đúng. Không có sức đi hay sao cưng? Dạ không có, tại thấy đi mình nó buồn. Đủ đi Tiền Giang sợ không biết đường về, đi phượt đi tới quận 6. Phượt cái gì bên đó? Đứng lên đi coi có mạnh khỏe không? Thấy tướng cũng trời ơi cao ráo, ngon lành gì. Dạ cũng có người nói cái mặt em điểu quá, nhìn giống sợi thanh nên người ta đâu có tình. Mấy người này ai chơi em tôi dữ trời ơi. Nào chơi BD nè, nào chơi thở khanh nè, nào chơi điểu nè. Thấy mặt dễ thương quá mà. Ủa vậy sao kỳ vậy ta? Em cũng biết chắc tại mỗi nhìn có cái cảm nhận riêng. Nhưng mà giờ chị hỏi em nhìn gái em trong người em thích lắm không? Thấy gái đẹp là có khoái chứ có mê trong người không? Dạ có mà hút gió cái nó quay qua nó lườm cái rồi hết luôn. Trời ơi, gặp gái mà hút gió là sao? Hút gió là sao? Trời ơi. Không có kêu mà hút lớn lên coi. Cái người Việt Nam quê là nó không bị kêu. À đấy, giờ đang quê đó. Trời ơi đây nè, em gặp gái đẹp thì em phải tạo tình huống gì ga lăng để tiếp cận người ta chứ em hít gió, em kêu ai mà em hít gió. Vô duyên vậy, bởi vậy không có bạn gái đúng rồi. Bữa nay quyết chí có bạn gái không? Dạ chắc quyết. Quyết bao nhiêu phần trăm? Trăm đi. Trăm phải không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ ăn nói mà dạng đầu to búa lớn á, hay chửi thề á. À. Gái nào chửi thề? Dạ cũng có chứ. Tại em có chị điện lạnh bệnh viện á, có nhiều người vô cái chửi tiếng đan mạch không mà cũng sợ lắm. Sao? Chửi tiếng đan mạch tiếng đan mạch á. Tiếng đan mạch á gọi đệm mấy câu sau nó nghe kỳ lắm. Mẹ hối đến vợ chưa? Dạ cũng hối rồi, tại nhà có hai mẹ con à. Với mẹ em già quá rồi. Tại bị hiếm muộn á. Nên vợ nói là thôi mày ghé mày cưới vợ đi. Có gì tao có đi rồi thì nó cũng có hai người cũng nghỉ chứ không mình mày cũng buồn. À là em là coi như là con cầu con thận khẩn đó hả? Dạ con hiếm hiếm á hả? Con một á hả? Dạ
Chắc là mẹ cũng cưng quá, sống với mẹ không. Ê ê ê ê, xoay xoay ba coi. Cái dạ. Ngực, cái ngực có cái gì? Dạ bữa hôm kia nó leo thang á, nó rửa xong nó gớt xuống đỡ nó cào quẹt. Chứ không phải nhỏ nào cào hả? Dạ được, nhỏ nào cào nó cũng mừng. Ờ, phải không nha, chắc chắn nha. Chắc luôn, thề. Sợ nhỏ nào cào không nói gì, sợ thằng nào nó cào nó chết chứ. Có nào nó cào nó hề. Men đúng không? Dạ. Rồi, dễ thương lắm á. Rất dễ thương mà tôi đang không hiểu sao mà không có bạn gái ta. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Nó ngoại hình em mấy chứ khi nó ngoại hình thì bình thường thôi, đừng có mập quá, em sợ tối mập khi đẹp chết. Rồi. Anh ơi, ngoại hình em hơi mũm mĩm thì sao? Mũm mĩm thì được nhưng mà đừng có mập quá, nó quý. Tại em cũng ốm nhom mà đâu có mập quá quý quá. Dạ, tính thì phải có hiếu thảo với người lớn xíu. Thương người á, gặp anh nào khổ cũng thương được đúng không? Vậy mà khổ như bé nhớ số hay là những cậu bé thất hạnh á, thương được chứ còn mấy anh kia chắc chết nè. Không thích phụ nữ cái gì? Xe xua quá. Xe xua hả? Dạ với hung dữ, tại em hiền, em hiền. Rồi đến coi cô này hung dữ không nha. Chào em gái. Dạ chào anh. Không, này không hung dữ đâu. Không, tùy tính thôi, chọc tới thì cũng phải hung dữ để bảo vệ bản thân mình chứ. Em ví dụ nóng quá em làm gì? Một là sẽ quăng đồ, hai là im không nói gì hết. Có chọi đồ vô người khác không? Không, nhưng mà quăng đồ của người khác, tại vì em thấy là quăng đồ của mình rất là hao tốn tiền. Rồi rồi, cái này nó khôn ghê, khôn dễ sao luôn. Tức là quăng đồ người khác đúng không? Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông nhất? À, nhất là cái tính hay nhây á. Nhây? À. Con trai có nhây không? Dạ em có lầy chứ không có lầy. Không, bên đây cũng dễ thương nè, nhẹ nhàng nè. Anh thấy em có khó đâu. Hơi mũm mĩm chút thôi. Rồi, hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ không em? Dạ, có chị đồng nghiệp của em. Dạ, em xin chào hai vị MC. Xin chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Chào em trai luôn. Chị cảm nhận thì bạn ấy cũng thật thà, chân thành. Ngoại hình thì chị nghĩ là nó hơn những gì chị em mình mong đợi. Và chị cũng như mấy bạn đây rất là mong muốn sau cái chương trình này thì cái mối quan hệ của hai bạn sẽ đi xa hơn và được tốt đẹp. Rồi xin cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Hay quá, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào MC Cát Tường, chào MC Hoàng Linh. Tôi là mẹ của chị Hiếu. Tôi thấy bé gái bên đây cũng xinh xắn, dễ thương. Mà không biết có chịu nổi cái tính của con Hiếu không? Nó hiền lắm, nhưng mà có cái nó cọc lên là nó quạo thì nó không có giữ được cái bình tĩnh. Mà con có làm dâu được không con? Con thấy cũng bình thường cô. Rồi, hiện giờ con đi làm cái gì? Dạ, con làm kế toán. Kế toán của công ty gì con? Dạ, công ty quận 10 cô. Thì hai đứa cứ qua lại với nhau đi chơi. Cô cũng không có khó khăn. Nhưng mà nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Con trai cô thì con cứ tự tin đi. Tại vì ảnh chỉ có nóng tính. Nhưng mà lúc ảnh nóng thì con nín thôi. Nhưng mà ảnh rất là tốt tánh. Nó thương người. Nó ra đường, nó thấy những người ăn mày xin là nó hay cho lắm. Cho cả tiền ăn sáng của mình luôn. Nhịn đói làm luôn. Người ta chúc mừng sinh nhật mẹ đó là người ta mua cái bánh sinh nhật gì chúc mừng. Còn anh này ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ đi làm không có nhà, đem về nhà để. Mẹ ơi, bữa nay con chúc mừng sinh nhật mẹ nha. Con treo bịch ra bún nước lèo Sóc Trăng cho mẹ đó. Tại vì ảnh quan tâm, ảnh biết là mẹ ảnh thích món đó. Tại vì cô là người Sóc Trăng. Còn ba của Hiếu là ở Sài Gòn đó tới giờ. Đó, thành ra rồi giờ sống là sống ở nhà, chung nhà của ông bà nội. Nhà thì nhỏ lắm nhưng mà đều ấm cúng. Cô cũng biết nói sao hơn mà chúc cho hai đứa được mọi điều tốt đẹp. Dạ, rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, hai bây giờ thì giờ kéo đẹp lên nha, để cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị. Kéo hàng rào. Hello. Chào ấy, chào ấy. Chuẩn bị chương trình, cái này Hiếu tự làm để tặng nhân ngày kỷ niệm lần đầu tiên gặp. À, cảm ơn Hiếu. Phương cũng có tặng một món quà cho Hiếu. Hiếu có thể mở ra. Thank you. Cái tờ giấy này có thể mở ra nữa. Đố Hiếu trong đó ghi gì? Chắc ghi chữ Việt Nam. Ủa? Trái tim hả? Không, nó không có ghi chữ. Tại vì mình cũng thích vẽ nên mình muốn bạn đi vẽ với mình. Chúng ta cùng vẽ thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Cảm ơn Phương nhiều. Cảm ơn Hiếu. Rồi món quà của Hiếu là gì đây? Chia sẻ với bạn gái đi nè. Dạ,
cái đó em coi trên YouTube á, thấy nó làm đẹp nhưng mà em biến tấu lại một xíu. Ủa là em tự làm luôn á hả? Dạ, làm mình lên. Con trai tự làm được cái này là cũng xuất sắc rồi nha. Nè, mà khéo tay đến mức giống thiệt nữ đi luôn á. Quá. Quá khéo tay luôn. Lần đầu gặp ấy. Sao cả lắm đói, bình tĩnh. Dạ, em bị run. Lần đầu gặp ấy có cảm nhận gì về Hiếu không? Anh em. Dạ, kiểu ấy. Anh em. À, em Phương có cảm nhận gì về Hiếu không? Có một chút thiện cảm, bởi vì anh rất là tỉ mỉ. Em đi làm là được rảnh những giờ nào vậy? Em thì hơi full, tại vì em có học buổi tối nữa. Em chỉ rảnh bữa thứ bảy và chủ nhật thôi. Tại vì em đi học cũng nhiều lắm nên cái thời gian đó nên em không có bạn trai. Có sao đâu, học là tốt mà. Hẹn hò sao cho nó lãng mạn nè. Ủa hẹn hò sao chứ Linh? Hẹn hò là hỏi em rảnh lúc nào chở qua chơi hay đâu đó, đi đưa em đó. Đi đâu chơi? Bí đề tài ơi. Bí cái gì? Thì hỏi em nè, em thường em rảnh buổi nào? Ở trong thành phố em thích điểm nào? Em thích lãng mạn không? Đáp ứng nhu cầu đó là hẹn hò đó. Hồi hẹn hò nó hỏi hẹn hò sao? Đâu? Nếu được thì ngày mai Hiếu mời Phương buổi tối đi. Hôm nay luôn đi. Với mấy chị đi ăn ở Phạm Văn Đồng được không? Chiều nay tại vì em cũng muốn về quê với mẹ em. Tại mẹ em bị gãy tay nên em cũng muốn về. Hẹn bữa khác đi. Sẵn đi luôn. Đi ké được không vậy? Nếu anh muốn thì cũng được. Nhưng mà chạy từ từ thôi chứ chạy nhanh quá mù đường luôn á. Đó, sẵn đi, sẵn về thăm má vợ tương lai luôn. Nói vô chiều nay đi luôn. Nếu được. Nếu mà thấy mình có tâm lý vững vàng hơn thì mình đi. Còn không, bữa nay đổ mồ hôi quá trời luôn. Không, anh biết đi bữa nay. Đi cơ hội ngàn vàng đó. Vậy anh ấy bận quá, bữa khác cũng được mà. Không được. Bữa nay luôn. Bắt buộc phải đi, nói đi. Vậy chiều nay bắt buộc đi được không? Chú Linh đừng có nơi dục nữa. Đang bước tóc gãy đầu kìa. Xỉu tại chỗ luôn bây giờ. Em đi mấy giờ? Ấy đi mấy giờ và mai về hả? Mai lên, chiều, đi chiều tối, tại vì cũng gần. Vậy cho mình đi chứ. Cho đi ké có chỗ ngủ không? Chỗ ngủ chứ. Quán anh em có mở quán ốc, thì anh cứ đi vô phục vụ. Hả? Phục vụ ốc nào chịu nổi cái bụng này trời. Biết khách gì mà đi không? Chị bà nữ cho phép thì em đi chứ. Không cho phép cũng đi nữa, đi thăm coi như bạn bè mà. Mấy giờ em đi? Dạ 3 giờ. 3 giờ đúng không? 3 giờ có rảnh không? Dạ hôm nay em rảnh nguyên ngày. Rảnh nguyên ngày luôn. Đi xong rồi có thể về được hoặc sáng mai về cũng được. Dạ. Hả? Dạ. Được không em? Dạ chắc được. Chắc được đó, quý tâm nha. Mình xuống mình thăm gia đình luôn, coi như bạn bè đi đó, đúng không? Rồi hướng gì tương lai thế nào hai bạn nói chuyện luôn đi. Ấy nghĩ bao nhiêu lâu là cưới là vừa đủ? Cũng phải có thời gian, khoảng 5 hoặc 2 năm. Em mốt lấy nhau về thì ai quản lý kinh tế trong nhà? Hỏi ấy luôn đi. Dạ, chắc em tính giữ tiền không có được. Em mà giữ tiền là như nó có răng, nó cắn, nó phải đi hết à. Nên thôi cứ cho nữ giữ. Nhưng mà nếu dụ mà cần thì chắc cũng xin lại. Chứ giữ hết chắc em chết. Em thì không có ba cái vụ kia nên tiền nó cũng còn, nhưng mà cái bụng của em nó cũng ăn hơi nhiều nên cũng sợ. Nghe ông này, ông cô gái mà tôi mệt dễ sợ, đứng lên coi cái gì mà mồ hôi mồ kê đổ tùm lum vậy, tiến tới từ từ rồi, từ từ gì, ai làm gì đâu, từ từ. Nó tay dính mồ hôi, tay dính mồ hôi rồi. Anh khoanh tay chi, nắm tay rồi nhìn thẳng mặt bạn gái nè. Hai người nhìn thẳng mặt nhau, nói mỗi người một câu thôi, nhẹ nhàng, tình cảm không có cà lâm, hít thở sâu vô. Hôm nay gặp em lần đầu tiên anh cảm nhận như thế nào? Rồi 2 3. Nhìn thẳng vô mặt cổ. Hôm nay ấy cảm nhận như thế nào?
cảm nhận cũng được bạn rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Sao nó rùng quá, sao nó... Còn mình cảm nhận về bạn gái? Cái cảm nhận của Hiếu là Phương mũm mĩm dễ thương, chứ không có bự quá, chứ không có dữ quá, nói chung là... À dữ thì không nói trước, tại vì cũng có lúc nóng tính, lúc mình cộng mình không biết được điều gì xảy ra, nhưng mà có phải được kiềm chế lại. Nếu mà lúc mà nóng thì có thể là Hiếu làm cho ấy nguội, còn lúc Hiếu nóng thì ấy làm cho Hiếu nguội được không? Tại vì có ông bác hai á, thì gia đình vậy luôn á, bảy mấy năm rồi sống hạnh phúc lắm. Thì có bắt trước vậy đi. Ấy cho phép chiều nay? Chiều nay đi ké thì thí dụ đi ké đừng chạy nhanh quá nha, tại xe yếu với tay nghề không có tay lái không có cứng, sợ bỏ rơi giữa đường là ngu luôn á. Mình chạy cũng bình thường chứ không có đến mức mà vốn qua mà không ai thấy ai đâu. Vậy ủa lát nữa ấy có bấm nút không vậy? Rồi ngồi đây ngồi đây được rồi, ngồi xuống. Đàn trai á rất là dễ thương, rất là thật lòng chân chất nữa nha. Ấy khó tìm ấy bên đây lắm á, mà bên kia cũng dễ thương nữa ấy hả? Anh Mùi Lịch. Bây giờ hát câu nghe tỏ tình bạn gái rồi hát. Em hát dở lắm. Kệ, hát dở mới ấn tượng. Đâu hát thử có lắm không? Dạ hát. Vừa rồi anh sẽ không nói không hứa chớ che cho đời em, mà anh sẽ nắm lấy tay của em mỗi khi em thấy buồn. Anh sẽ đi với em đến lúc hết con đường đời. Tình yêu anh trao em đơn giản như thế thôi, không cao sang xa vời. Rồi, hát hay rồi. Trời luôn, hay quá. Bây giờ để tay vô nút bấm đi. Bây giờ mình lắng động lại, suy nghĩ, nhắm mắt lại đi. Hiếu với ấy, nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em nhấn không được. Sao vậy? Em nhấn vô có được hả? Nè em nhấn vô nó đâu. Trời ơi, phụ yếu của mình nhấn ở ngoài không à. Đưa ngón tay ra mới nhấn được chứ. Đập sao nó vô. Ấy có biết là bên đây ấy là nhấn liên tục không? Còn bên kia ấy cứ sờ ấy bóp không à. Nắm tay nhau đi. Cho ké cái tay cái. Ké gì rồi ké trên má một cái luôn. Nói là hoàng ấy cho mình ấy cái. Ấy cho mì cái. Bắt đầu. Vô tấn công. Dễ thương lắm. Các bạn thật sự là một cặp đẹp đôi đấy. Và nhớ đi thăm mẹ bạn ấy rồi mình trò chuyện với nhau nha. Chạy chậm chậm thôi nha. Nếu có điều kiện thì chở ấy đi cho đỡ khỏi hai chiếc xe đi hai ấy nha.